kẻ đã bị bao vây. Bạn nào đang có nhu cầu mua ạc thì hãy ghé thử shop bunny.vn đi chứ hả. Mà nè, ạc vừa rẻ lại vừa ngon, đặc biệt còn có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho bà con, điển hình như mua một tặng một và tính tiền hai nha. Quay từ từ game này, ông nhà hết cái bài này cái bề quá. Tao toán một cái là má nhìn không ra liền. Đứa mày đánh nhạc cái quần đùi gì vậy? Tối mày. Thôi mày đi vô người ta một cái luôn đi. Nó đánh nhạc thì tôi nhức nách nó thiệt luôn bà con. Thằng này chắc phải cho lên phòng kế toán, cho lãnh lương rồi diệt lương cho nghỉ luôn bà con ha. À mà nói chứ cái phòng kế toán nằm đâu giờ tôi cũng không biết luôn á. Ăn gì á? Mày hên cho mày là đậu tránh mày nay nó cầm tóc hành đó. Tao cầm chừng chị là nãy mày xong mày tao rồi. Bởi bà con, cái này là chẳng qua là tôi cầm tóc hành đó nha. Với lại là tướng mứ cho nên là tôi hơi nhát tay xíu. Chứ mà cầm tướng cũ cũ là đậu tranh tới tôi vô tôi bào ông bùa đó rồi bà con. Ui nhưng mà thôi bỏ chuyện này qua một bên đi ha. Cái vấn đề quan trọng là nãy giờ chưa có chào bà con nè. Hu le, chào xin tất cả bà con, cô bạch, anh chị em, cô dì, chú thím nha. Đã ghé xem cái kênh YouTube cặp bánh này các em anh tì gì của em nha. Anh bình tĩnh được không anh gấu chó? Anh bình tĩnh được không? Anh đừng có cây cú nghe không? Anh đừng có manh động, anh hiểu không? Anh tánh nóng mà anh võ công cao đó là thế nào rồi em cũng tán bỏ mẹ anh à. Ờ mà nhìn gấu chó cái tôi nhớ lại cái hình ảnh hôm qua bà con. Với lại là có mấy bạn ghẹo tôi á nha, comment vô clip bà lóc hôm qua đó. Anh thấy ơi, sao em thấy thằng ai hi cà du cá béo nó đứng trong clip anh kìa, nó bận áo mà hường á, đậu xanh nó luôn. Nó ghẹo tôi hoài luôn bà con. Tôi quay cái vlog cho coi mà tối ngày vô đè cái bụng tôi hoài luôn. Cái bụng dây tường quá phải không? Đậu xanh, áo hường, dép xanh, ú giờ ơi. À mà nè, chắc hẳn thì các bạn cũng đã biết đây là vị tướng gì rồi đúng không? Nó mới vừa ra mắt đó nha. Và vị tướng này nó là đấu sĩ nha bà con. Và bà con cũng có thể cầm nó để đi rừng đó nha. Nhưng mà mình thấy các bạn cầm đi lên con khỉ á, nó sẽ tốt hơn ha. À với lại là chắc hẳn các bạn cũng đang rất ư là thắc mắc là mình có biết chơi cái vị tướng này không đúng không? Ba cái đồ quỷ này hả? Cũng đang test như bà con vậy đó. Có khác cái quần đùi đâu mà bà con cừ cái gì? Thì từ từ đánh mới được đúng bà con, chứ nào mới đẻ rồi biết đi liền đâu. Bà con hỏng hẳn phải không? Đó bây giờ là mình hết máu rồi, cho nên là tôi chắc là mình sẽ biến về. Nhưng mà mình phải biến cái kiểu như này nè. Lỡ con gấu chó mà nó có bay vô nó bụp mình đó, mình cắm đầu mình chạy rồi cho nó chết trong trụ luôn ha bà con. Tại sao mình lại nói như vậy? Vì bà con đã level 4 rồi. Cái vị tướng này nó tên là tướng gì ta? Con tướng mới này đi thì bà con dùng chiêu cuối là bà con dậm xuống cái nữa bà con được bất tử. Bất tử hơi bị ghê, bất tử hơi bị nâu, hơi bị lâu. Bất tử có 3 giây ngữ chứ nhiều, mà thêm cái mẹo kia nữa là 5 giây. Ghê không? Hello, cái gì vậy cha? Tôi ai mần gì đâu mà tự nhiên mày nhảy gào. Thằng này phải xạ nhanh quá nè, có ai làm quần đùi nó đâu trời. Mày rảnh quá luôn á nha con chó nha. Tự nhiên chứ không ai làm gì hết, nhảy chiêu cuối luôn. Chiêu cuối bộ chiêu cuối chùa hay sao á. Rồi bây giờ chuyện nó chuyện của người ta. Cái vấn đề quan trọng là đậu xanh nó tự nhiên sao mới vô đầu game mà không kể câu chuyện câu đầu câu giữa mà đem câu cuối kể luôn rồi. Là tự nhiên cái nói sao bà con, đi ngựa xíu bà con ơi. Dạ dạ các bạn ơi, nước sôi. Đúng. Anh chọc. Rớt này liền bà con. Thôi không để cho các bạn phải chờ lâu hơn nữa, bây giờ mình xin phép các bạn mình nói sơ qua về cái bộ kỹ năng của vị tướng mới này ha. Thì nãy á mình lỡ nói chiêu cuối trước rồi, tại thông thường á mình sẽ nói nội tại chiêu 1, chiêu 2 rồi chiêu 3, ai cũng vậy hết bà con. Tuy nhiên nay tôi tàu lô, tôi nói chiêu cuối trước, bà con thông cảm nha. Cho nên là bây giờ chúng ta chơi nó trái ngược cái đi, mình nói chiêu cuối trước. Đó thì chiêu cuối khi các bạn dùng, các bạn sẽ biến thành cái gọi là không phải là biến thành mà tự nhiên đâu ra bà con được đi ngựa, lên ngựa bà con. Tại tôi nãy tôi nói lộn là đi ngựa.
Ở thì khi các bạn sử dụng chiêu cuối, các bạn sẽ được đi ngựa trong vòng 8 giây, nhận 5% miễn sát thương luôn đó nha. Rồi đang trong trạng thái đi ngựa, bà con ấn vào nút đánh thường á, nó sẽ chém xung quanh vậy đó. Và khi đang dùng chiêu cuối như vậy đúng không, các bạn ấn vào chiêu cuối một lần nữa, nó sẽ dậm xuống đất một cái đùng, đẩy lùi người ta. Và các bạn sẽ biến thành chúa tể hắc ám. Bà con sẽ được tăng tốc đánh, tốc chạy rất là nhiều. Đặc biệt nữa là bất tử trong vòng 3,5 giây nha. Nhưng mà tại sao mới được 5 giây thì xíu mình sẽ nói sau. Và bà con lưu ý nè, khi mà hết cái bất tử đó rồi, các bạn sẽ nhận lại một lượng máu khá là khủng. Mình phải dùng là từ khủng luôn chứ không phải là nhiều nữa ha. Nói sao bà con, đi ngựa bà con ơi, đi ngựa nào. Dạ dạ mấy anh ơi, dạ dạ cái mấy anh chơi bẫy luôn nè. Đúng, trời ơi, ghê quá mọi người ơi, chơi bẫy luôn nè. Hồi máu mà lo gì, nãy nói rồi đúng không bà con, đây là một lượng máu ít đó nha. Chứ đó hồi tầm giữa giữa game đồ đó, tôi thấy là nó hay hồi là 2000 máu không đó. Rồi ông thông dầu bỏ mẹ vô lượm ơi, đừng chống cự mấy anh ơi. Thầy buổi này chống cự là chỉ có auto bụng bự thôi mấy bà ấy má. Thôi chúng ta quay trở lại vấn đề chiêu cuối nè. Thì để chiêu cuối mà có thể bất tử được 5 giây chúng ta phải làm như thế nào? Thì đang trong trạng thái đi ngựa, bà con nhìn dưới ống mana nó có 3 cái cục đúng không? Thì cứ một cục như vậy là một đòn đánh thường nha. Một đòn đánh thường là được một cục. Một cục chúng ta quy đổi ra được 0,5 giây bất tử. Thì một cục 0,5 giây, 2 cục 1 phút, 2 cục 1 giây. Rồi 3 cục là 1 giây gử. Thì 1 giây gử với 3 giây gử là bao nhiêu? Là 5 điểm. 5 giây. Không, này dễ bị điên lắm à. Tập trung em, cái này dễ bị điên lắm á. Gì đây? Rồi mày hên nha, mày gốc chó nha. Đậu tranh đâu có chiêu 2 là má bây giờ mày không ra rồi. Ok, và đó là vấn đề chiêu cuối ha. Còn bây giờ thì xin phép các bạn mình nói về chiêu 2 ha. Thì chiêu 2 của vị tướng này nó gồm có những gì nè. Các bạn sẽ phóng ra cái bàn tay, và cái bàn tay đó sẽ tích cái dấu ấn vô người hàng đó. Trong vòng 5 giây nó đi đâu các bạn cũng thấy cái bản mặt của nó hết, vì nó sẽ bị lộ sai đó bà con. Ê. Đi qua tiễn nào ông cô nội. Và thế là một bà bé đèo dành cho vị tướng tướng mới. Thôi chúng ta nói tiếp về vấn đề chiêu 2 của vị tướng này nè. Thì chiêu 2 nó cũng tựa như chiêu cuối vậy đó nha. Các bạn sử dụng được 2 lần, với điều kiện là các bạn phải dùng chiêu 2 các bạn chọi trúng cái bản mặt của nó nha. Đồng địch hay là mục tiêu gì cũng được, chỉ cần các bạn chọi trúng thôi, các bạn sẽ dùng thêm được một lần nữa. Và khi các bạn dùng thêm một lần nữa đó, các bạn biết làm sao không? Các bạn sẽ biến tới ngay tại chỗ của nó luôn và ray ra một cái lượng đam khá là khủng ha. Chưa hết đâu nha, nếu như mà các bạn dùng chiêu 2 các bạn hạ gục một cái mục tiêu nào đó, các bạn sẽ được ngay lập tức hồi lại ngay cái thời gian hồi chiêu luôn, không cần phải chờ ha. Ok, và đó là chiêu 2. Còn bây giờ chiêu 1 của vị tướng này nó sẽ như thế nào nè? Đơn giản thôi bà con, không gì gườm gà hết. Bà con dùng cái nó chém ngang ra gây một lượng đam thôi. Nhưng mà khi bà con kết hợp chiêu 2 nữa thì nó sẽ khác rồi nha. Bà con nhớ cái pha nãy mình núp bụi mình giết gấu chó không? Đó, mình dùng chiêu 2 xong nó đang đứng gần mình dùng chiêu 1 luôn và gây thêm một lượng đam khá là khủng. Cũng như là choáng nó 1 giây nha. Rồi sau đó bà con dùng tiếp chiêu 2, nhưng mà nhớ giúp mình khi mà dùng chiêu 2 hạ gục được mục tiêu nào đó, bà con sẽ được làm mới chiêu 2 ngay liền luôn và lập tức nha. Ok, còn bây giờ thì vấn đề cuối cùng nó chỉ là nội tại thôi. Và nội tại của vị tướng này nó sẽ như thế nào nè? Ở thì nó cũng đơn giản thôi chứ không gì gườm ra hết. Cái này mày rẹo tao nha, chứ tao không có mà làm gì nha. Nó bắt tôi đi ngựa bà con. Ok, trời, dứt, đúng, anh chọt hết liền bà con. Quýnh như gãi ghẻ thôi mấy anh ơi. Mấy anh quýnh thiệt chứ. Em hồi máu lên nó cũng vậy à. Ôi ôi cái vị tướng này thiệt chứ. Chơi là chỉ có nhức nách thôi bà con ơi. Rồi chúng ta quay trở lại vấn đề nội tại của vị tướng này ha. Thì chỉ cần các bạn gây sát thương lên đồng địch thôi, và nó sẽ cộng được dấu ấn nha. Và tối đa dấu ấn của nó là 4 điểm nha. Thì khi mà đã đạt 4 điểm rồi nó sẽ nổ đam. Nó nổ tựa như cái ma chú gì đó các bạn. Nhưng mà ác cái các bạn nhận thêm được cái lượng giáp ảo nữa trong vòng 3 giây nha. Phe không bà con? Đẻ không? Nhớ giùm mình là cái thời gian hồi chiêu của lá trắng này nó gồm có 8 giây nha. Cho nên là đừng hổ báo cáo trồn khi mà chưa có trạng thái gọi là nhận giáp ảo đó nha. Nói chung thì bà con nhớ cái thời gian á thì bà con dễ hổ báo cáo trồn hơn ha. À mà nè các bạn ơi, nếu như mà nãy giờ các bạn cảm thấy là mình phân tích cái kỹ năng của vị tướng này nó dễ hiểu, cũng như là các bạn xem cái clip của mình, các bạn cảm thấy nó vui, nó hài, nó ý nghĩa, nó mang tới tiếng cười sảng khoái cho các bạn khi các bạn xem, thì các bạn đừng có quên là tặng cho mình một cái bộ combo nha.
một combo gồm có đăng ký kênh nè, một like, một comment, yêu mến yêu quý mình hơn nữa, cho mình xin nút chia sẻ nha, gửi cái clip của mình cũng như cái kênh của mình đến bạn bè đồng nghiệp của bạn, giới thiệu giúp mình nè, để mình nhanh chóng đạt được con số 10 triệu sub cua, lấy cái nút kim cương về cho bà con xem nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta tập trung quay trở lại vấn đề trận đấu nè. Thì bây giờ cái cách combo kill của vị tướng này nó gồm như thế nào? Nó cũng không gì gườm gà đó bà con. Nói chung vị tướng này dễ chơi lắm luôn. Ở thì khi mà các bạn muốn giết đồng địch nào đó, các bạn thấy nó đúng không? Chọi chiêu 2 vô bản mặt nữa. Nếu ở gần thì chúng ta dùng chiêu 1 chém nó, rồi dùng chiêu 2 lao tới. Nếu ở xa, dùng chiêu 2 lao tới, dùng cho nó sao cho bà con. Đi ngựa bà con ơi. Đi ngựa mà. Thôi mấy anh, thôi mà, thôi nè, thôi, em làm gì đâu, thôi mà, thôi. Có 5 thằng chứ mấy. Cái đầu xanh nó luôn. Trời ơi, cũng có 5 thằng à bà con, đâu có nhiều đâu. Đầu xanh, bởi ta nói hữu báo cáo chồn, nó còn tốt cho sức khỏe nha bà con nha. Sau một pha bốc đồng, và anh tướng mới mất luôn cái lềm luôn rồi. Cái ổng sao, con tính mạng chưa mất là may rồi đó bà con. Nó đồng quá luôn á, mà hên quá hen. Mà đâu có chết đâu bà con. Chạy ra mà hết cái bất tử xong mà hồi lại lượng máu nửa cây luôn mà. Chẳng qua là hồi nãy dùng chiêu cuối không kịp, nó mất cây liềm thôi. Cho nên là bà con nhớ giúp mình cái điều này nha. Nhiều bạn sẽ nghĩ sai đó. Ở thì các bạn nhớ lưu ý giúp mình cái điều này nè. Khi mà dùng chiêu cuối đang trong trạng thái đi ngựa, lúc đó các bạn không có được bất tử đâu nha. Nó đập các bạn mất máu là chuyện bình thường. Các bạn chỉ được bất tử khi mà các bạn đang đi ngựa, các bạn dùng tiếp chiêu cuối nó dậm xuống một cái đùng, và khi đó các bạn mới là bất tử đó. Còn mà đang trong trạng thái đi ngựa mà hết máu quên kịp ấn lần nữa, nó quánh ma nhìn nói sao bà con ơi. Con nít con nôi ăn xôi ải chè mà đậu xanh đâu quá, mày bỏ nhà đi bụi hả? Đi ngựa bà con ơi. Tắp xe vô lề anh ơi, tắp xe vô lề anh, tắp xe vô lề, xuất trình giấy tờ đi anh ơi, xuất trình giấy tờ để được đi quả tiễn về nè anh ơi. Chạy hả mày, đậu xanh lì 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 hả bự. Ông thôi vào bỏ mẹ vô bà con ơi, tem mình có biểu hiện là rồi xong rồi, không kịp nói bu đồ bu ngọc bu phù hiệu luôn rồi. Một clip không thể nào nói cụ thể rõ ràng hết được đối với lại những vị tướng mới các bạn ơi, các bạn thông cảm giúp mình nha. Tối nay mình sẽ test tiếp cái vị tướng này ở cái buổi livestream của mình tại Nonolive nha. Tối nay mình test tiếp rồi mình sẽ cho các bạn cái bu đồ bu ngọc và bu phù hiệu sao nha. Bà con đừng cười nha, tôi làm gì kệ tôi, đừng quan tâm, nhớ nha, giờ không chỉ kịp rồi, bà con thông cảm nha. Và còn đây là bu đồ và bu phù hiệu mình đang sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay đó ha, để tối nay mình test tiếp trên livestream rồi mình sẽ truyền đạt cho các bạn sau nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều vì nãy giờ các bạn đã dành thời gian quý báu của bạn ra xem cái clip ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì bye bye. Hù, chào xin tất cả bà con nha. Hy vọng là bà con đừng tua nha. Tầm một phút thôi bà con ơi. Ở thì đây là cái ứng dụng Nonolive mà mình thường livestream vào buổi sáng cũng như là buổi tối nè bà con ơi. Thì bữa giờ mình thấy là có nhiều bạn vẫn không biết được cái nút đăng ký kênh ở trong cái Nonolive này như thế nào ha. Thì bây giờ trước tiên các bạn vào xem cái room của mình, thì là cái ID của mình là 4858 1811, còn không thì các bạn có thể search là Funny Rém mình tì gì của mình nó cũng ra nha. Mình sẽ lít vô nè, rồi sau đó các bạn ấn vô room của mình ha. Rồi các bạn coi nè, phía trên trên cùng màn hình góc bên trái Funny Rem đó, kế bên là cái dấu cộng hình cấp cứu đó bà con, ambulance đó, cái nền màu đỏ đỏ mà hồng hồng đó bà con. Bà con lít nhẹ vô đó một cái là bà con đã đăng ký rồi nha. Thì để đăng ký được một cái tài khoản ở Nonolive này là bà con phải tạo một cái tài khoản nha. Thì khi tạo một cái tài khoản á, một là bà con chọn là tạo bằng số điện thoại, hai là bằng Gmail, cái đó là tùy ý Quỳnh nha. Và còn nếu như mà bạn nào sử dụng cái điện thoại mà trái táo khốn nạn nào nó cạp tí xíu đó bà con, thì bà con vô app store nha, các bạn search là Nonolive. Đây là cái ứng dụng Nonolive ha. Còn bạn nào mà dùng cái mà cái hình con robot đó bà con, thì bà con vô về CH Play bà con tải nha. Và đây là cái ứng dụng Nonolive, mình thường livestream buổi sáng là tầm 11 giờ trưa tới 12 giờ rử. Wow. Còn buổi tối là 9 giờ cho tới 10 rử nha bà con. Còn ngày nào mình không like mình sẽ thông báo cho bà con sau nha. Nhớ nha, bạn nào mà rảnh ở khung giờ đó thì nhớ vào Nonolive xem livestream ủng hộ mình ha.